Cái gì? Em có em. Hai con. Đây, nghe đây. Ôi trời, hai con gắn mối này nó có con vàng thật kìa ta. Ôi trời, mưa này sợ dắt quá. Còn dế luôn còn. Cái này mới phê nè cả nhà. Cái này là nướng. Nướng nhậu là hết sảy con bà bảy luôn. Ê, chào cả nhà cái cây. Rồi vợ chồng em chào cả nhà nha. Hai chồng em hôm nay tiếp tục đi thăm bảy gắn mối nữa cả nhà ơi. Cả nhà dòm trước mặt cả nhà dòm gì đây là cả nhà biết nè. Hồi sáng này đặt á là mưa. Rồi cho nên là bỏ tới chiều luôn. Bây giờ là 5 giờ có không mẹ ha? 5 giờ. Mấy rồi? Hả? 5 giờ mấy rồi? Đi vô thăm đi. Tranh thủ đi. Nè, làm dấu cây cầm đây nè. Nè. Ừ. Đây nè. Đi vô. Cái gì? Em có em. Hai con. Đây, nghe đây. Chà. Ôi trời, hai con gắn mối này nó có con vàng thật kìa ta. Ôi trời, mưa này sợ dắt quá. Ôi hai con chạng mẹ ơi. Hai con này chạng cả nha. Quá đã. Hai con đực á. Dế nè, dế nó còn bò lên ngã ra nước, cây nhà vào nước nó nhiễu nữa. mưa mới tạnh, hai chồng tranh thủ đi thăm luôn cả nhà. Tối rồi, 5 giờ rồi, ngon lành. Ủa sáng có làm dấu nhiều lắm người ta sao không thấy dấu chưa hả? Rồi đến kia, qua bên kia. Có không? Con này cũng giòn giòn à. Chứ bự thì không bự hung, dế vẫn còn ha. Bên đây nè, trời, đứng đây thấy cái bẫy luôn kìa. Đó có tàu lá bẻ làm dấu gỗ gàng thấy không? Đó, có cái tàu lá bẻ gãy đó. Dính không? Một em. Đâu? Có hàng là ok, gọi đi tới đi. Con này có chữa. Đuôi nữa chứ. Con này cục đuôi, con này thấy tính gầy chứ mà nó bự mập chứ, mà nó bị cục đuôi ha. Còn dế luôn còn. Cái này mới phê nè cả nhà. Cái này là nướng. Nướng nhậu là hết sảy con bà bảy luôn á. Ôi là trời, con cái này là gắn mối, cái này là chuẩn 30 con ký luôn á nha cả nhà. Ừ luôn, bự cho bá nữa. Đó thì cũng tùy theo dùng nữa, dùng anh em chỗ anh em nó là mười mấy con, 20 con ký cũng có. Gắn mối mình ở đây là gì, đây là thấy là nó bự rồi nè. Nó chuẩn là khoảng 30 con ký á. Con này con gắn mối được luôn. Dế còn nha. Tiếp luôn.
như có muỗi á, quá trời muỗi luôn. Cái gì? Hai con hả? Ủa. Ôi trời, con nào con lấy cái này nó nghe nha, vàng thật. Ủa cái bụng nó vàng thật luôn á. Ủa nó đã mà ơi. Quá trời mũi đen luôn mẹ ơi. Mũi đen quá trời mũi đen. Đó. Chết. Chết quá. Chung là bữa nay bẫy mà mưa gió mà dính được gì là ngon lành luôn á cả nhà. Đó đó quẹo vô, có làm rút ở trên đó kìa. Đây nè. Có kiến vàng luôn, có kiến vàng nè, cắn dế cái nè, con gắn món này vô trước rồi nè, rồi kiến vàng nó mới xử dế nè. Mưa tới nữa cả nhà ơi, đen thui hết trơn nữa rồi kìa. Ồ, tới nữa rồi, đang quảng về mất mưa nữa. Đang quảng về mất mưa rồi. Cái cuối thăm cái lấy hình kìa. Hui. Chất quốc luôn. Tiến công. Trời ơi. Ôi, hai con cá mối này nè. Hết hồn luôn. Quá trời luôn. Số này là chừng 3 tay là nướng muối ớt nhậu là xỉn không hay luôn nha. Quá trời luôn á. Số cái món này thì tạm thời em cho vô chuồng hết. Ý là mấy ngày nay mưa cả nha. Mấy ngày nay mưa mà bẫy nó dính gì đây là nói chung là cũng rất là ok luôn á nha. Mưa suốt luôn. Không có con nào nhỏ hết á, con nào con nói chán chán không. Ok, hồi nãy về bắt mưa luôn á cả nhà, ta thui tới hù nó chân vậy. Tính đầu bữa nay là chết luôn chứ, mưa suốt luôn mà. Tạm ổn, chung là gì đây là cũng tạm ổn cả nhà. Video em cũng xin phép kết thúc ở đây luôn. Cả nhà xem nếu mà thích thì ủng hộ cho em một like và một lượt chia sẻ cả nhà. Rồi chào cả nhà, tiếng kết thúc video em ơi. Chào cả nhà nha. Rồi hai chồng em hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của hai chồng em nha. Bye bye.